Hai mọi người, thì bữa nay là em đi Macy ở Pleasanton. Thì như mọi người cũng biết là tuần sau là Father's Day rồi, thì mình vô mình coi coi có good deal nào không thì mình mua quà tặng cho ba. Không biết mọi người đã shopping chưa? Thì chắc là tuần lễ trước khi mà Father's Day là chắc chắn nó sẽ có nhiều good deal lắm. Thì mọi người đã shopping cho cha của mình hay là cho ông xã hay cho bạn trai của mình chưa? Thì bây giờ mọi người cùng vô để khám phá Macy Man ở Pleasanton với Maggie và hai bé nha. Ok. Là ngoài Macy này mọi người. Kế bên thì có Cheesecake Factory, còn đây là cái nhà hàng Thi F Chan. Nguyên cái tượng con ngựa trước luôn. Rất là đẹp, rất là sang. Em chưa có thử qua nhà hàng này. Maybe in the future. Ok, let's go inside. Mấy xì này cũng lớn, đi thì ta cũng sợ mấy đứa nhỏ nó lạc á. Này lớn rồi rất là đẹp nữa. Bữa nay trời rất là đẹp. Wow, lúc nào vô tới đây cũng bị thấy không, mấy cái size 25% nó cut off cái mắt của mình. Yêu đây nó tốn tiền đó mọi người ơi. Đây là cái hãng đồng hồ nè, đặt chế clock Coach Kinesco Case Fossil Michael Kors Vision Any Clan. Nếu như quay gần gần đó cho mấy bạn ở xa ở Việt Nam á xem shopping ở bên đây. Đây cái vàng collection màu đỏ của nó nè. Đẹp á, mình cũng chưa. Của Scuderia Ferrari. Wow, cái bộ này mới ra nè mọi người. Đẹp quá trời luôn. Lần nào vô đây cũng bị hút mấy cái này hết trơn. Màu xanh cái này sang ha. Cái này màu giống như màu cẩm thạch vậy đó. Nó làm kiểu pearl. Cái này mặc châm xua, mặc đầm gì cũng đẹp hết trơn. So cute. Ok, bây giờ mình coi tới Michael Kors Accent. Mấy cái mới ra nè. Đẹp quá. Cái màu vàng đẹp quá. Mấy cái thích màu vàng lắm. Màu vàng nhìn đẹp. Yellow Sushis. Jewelry. Jewelry của INC. Của INC International Concept luôn. Cái này cái giọt nước cũng đẹp này. Cái đầm trắng này cũng dễ thương nè. Cái dây hình cổ dễ thương không? Cái đầm trắng mấy cái tờ cũng dễ thương nè. Wow, trời, jewelry là dữ dội luôn á. Đang sale cũng mạnh 30% off. Rất là grand. Cái gì này đẹp quá mọi người. Cái gì đẹp quá. Cái gì đỏ nhìn sang. Cái gì đây nhìn dễ thương ha. Nó có mấy cái mấy cái mắt xích nè, kiểu này nhìn bụi á, đẹp quá. Wow,
cái này giống như trái trâu mà nó có mấy cái sợi đi xuống này, nhìn giống thành cái lồng đèn á. Cái này với cái dây nãy mình đi một bộ được á, đẹp á. Đủ cái lotion hết. Rồi cái gian hàng make up nè. Tới có thời gian rảnh á, đi hẹn make up với mấy người này. Ủng hộ cho cái hẹn make up ở đây. Mấy cái bàn môi cũng đẹp ha. Cái này của Too Faced. Quá trời sản phẩm luôn. NYX thì những cái hiệu họ này nó rẻ hơn, nó more affordable hơn mọi người, nó rẻ hơn của mấy cái hãng kia. Nhiều son phấn quá rồi, mua mấy đánh ở đâu nữa. Ok, mấy chị đang tới cái hãng cuối Coach nè mọi người. Thường thường lấy trong cái showcase là chắc có lợi mấy cái loại mới tới đó. Đây, cái Coach đèn. Thêm một cái những cái sưu tập ở trong tủ nữa nè. Đây mình tới cái Michael Kors nè mọi người. Wow, cái này chiếc sập cái thương quá vậy. Cái này so cute, cái này đẹp. Cái này dễ thương mà, cái này nhỏ xíu mà. Của Michael Kors. Cái màu cam, cái này sang thì sang. Ôi, nó có mấy cái màu đỏ cherry tươi đẹp quá mọi người ơi. Đẹp quá đẹp. Rồi, cái màu này đẹp, dễ thương quá. Thiệt là đẹp á. Màu đỏ này đẹp quá. Đỏ tươi, thiệt là đẹp. Quá đẹp. Đây là cái vàng nhỏ nhỏ, cái túi của nó nhỏ nhỏ. Quá đẹp. Đây là hãng Brunel. Túi. Cái này nhìn có vẻ như là cái màu nó hơi, cái tông nó hơi simple hơn ha, nó không có, nhìn nó không có xa xỉ phẩm, nó có vẻ như để đẹp trầm trầm đó. Cái này đẹp, cái này đẹp, cái màu này mà cam cam đỏ đỏ là mấy người thích lắm, so cute. Nhìn nó bắt mắt. Cái này cũng đẹp. Giống như nhìn xa xa giống như cái da trăng hay nè mọi người. Kiểu cũng dễ thương. Mà cái này cũng hiệu thường thôi chứ cũng không có phải hiệu hiệu mất tiền. Bây giờ thì mình mới hiểu tại sao mà những bạn nữ hay cái túi khi
và Macy rồi mọi người. Quá trời đồ đẹp. Ồ, cái này đẹp quá. Cái này của INC nè. Cái này cái bóp nhỏ nhỏ giống như đựng thẻ tín dụng hay là thẻ ID card bằng lái xe hay gì nhỏ nhỏ mình ấy trong đây được. Cái này đẹp quá. Cái da bèo, cái gì thích da bèo lắm. Da bèo là cực kỳ thích luôn. Cái da bèo là dài da bèo, áo đầm da bèo hay là cái gì da bèo là đập vô mắt là mấy người thích liền. Đẹp quá. Oh my god, DKNY. Em hiểu cho mấy bạn trẻ trẻ nè. Cái túi nhìn hết đi á. Mấy người quay cái vàng túi sách con cho mấy bạn coi nha. Đây của hãng DKNY. Nhiều lắm. Vừa quay mà mới vừa cánh hai đứa nhỏ nữa. Nên nhiều cái quay không có được nhiều á. Thì mấy kia sẽ cố gắng quay được cái gì nhiều thì mọi người cùng xem nha cho nó vui. Pin Thai. Rồi cái này nhìn cũng kêu quá. Nhìn có vẻ hơi đứng đắn. Nhưng mà cũng phần sang cũng không kém phần sang trọng. Cái này cũng cute. Có mấy cái cherry blossom là đẹp lắm. À cái này có CK. Ok đấy. Perfume, nước hoa. Mom, this is a kid with some balls. CK. Có mấy cái gift set mà 85 đồng thì cũng tiện. Nè, giờ lotion rồi sữa tắm, cái chai dầu thơm nhỏ, chai dầu thơm lớn. Cái gì thì ghi mùi này lắm, CK1 nè. Yeah, I always have it ever since high school. Từ hồi chú học là đã thích mùi CK1 rồi. Nè, microphone. Wonderless. Bộ này 130. Này của Juicy Couture. Đây bạn nào yêu màu hồng nè, yêu cái mùi nó có hương trái cây đó. Này của Dolce & Gabbana. Sexy quá hả. Chloe Name Gucci. Thường thường có thể là một cái station riêng của một hãng, nhưng có nhiều khi nhiều hãng họ share một cái cubicle chung với nhau. Thành ra như khi nó bán ba bốn hãng nó bán chung với nhau. Cái này của ai? Của Jimmy Choo, 124 đồng. Lotion với dầu thơm của Jimmy Choo. Này của hãng Prada. Này của Narcisco Riches. Cái cô bán hàng mới cho mấy ghi cái mùi Chance của Chanel nè. Cái loại này mới ra. Thơm á. It's 138 right? 138. Yeah. Now, this one is the bigger one, 175. Cái mùi này ngọt quá. Ok, đây là mình qua một cái khu khác là khu Forever 21 nè mọi người. Lớp mọi người đó hình như nó tới 2 tầng lận á. Chắc mọi người ở bên Việt Nam thì cũng có, chắc cũng có Forever 21 nè. Foot Locker. Bless you. Bless.
này tới cái mini dog nè, nó đòi ăn cái này nè. American Eagle Outfitter nè, 50% off mình dùng thôi. Có cái gì nè, shirt chim nam, chim bụi cũng có nè, chim đất dưới cũng có nè, chim gai nè. Tại vì mấy cái kiểu nó cũng trẻ trung, hơi xì tiên lắm. Cỡ hai mấy tuổi trở lại mặc chỉ đó kìa. Hay những mà màu sắc nhẹ nhàng. Màu mè, nó trang. Ồ, nó mới có mấy cái crop top đẹp nè mọi người nè. Cô nào dáng đẹp nè, mặc quần jean như cái này đẹp nè, hở khúc bụng nè. Cái kia thì chắc là có cửa rồi. Bụng bự quá. Đang giảm cân. Cái gì sợ nhất là thấy mấy cửa hàng ở nhà Lego. Mấy đứa nhỏ nó sẽ tấn tập cái công mấy cái tối đa luôn. Rồi mua cho bằng được. Rất là khổ, tao mới những cửa hàng được chơi nè. Đó, mọi người thấy không? Đây giá nó cao, cái mô hình này nè ha. 119.99, 129.99. Giá hay cao. Cái con Baby Yoda của con này 80 đồng, cái mô hình nó 80 đồng đó. Mấy cái Apple Stage hình này. Nè, Star Wars Lego nè. 349.99, 350. Phụ này là 350. Sàn 350. Mắc quá. Nè, True Lego Star Wars. Brand name Star Wars. 250. Mày 70. Cái mô xe cầu đẹp ha. Dễ thương quá trời chứ. Đẹp. 70 đồng. Có mấy cái dí nữa nè. 60 đồng. 20 đồng. Giống như là cái quầy mà bán kẹo, tất cả các loại kẹo bán là 3 pound, đủ thứ loại kẹo. Mấy cái này bên kia nó thích lắm, mình thì mình sợ chứ bên kia là thích cái này lắm, nó ghen kẹo lắm, sợ nó ăn kẹo giết bệnh luôn chứ kẹo ngoài nó ăn kẹo là được. Hello, how you doing? Can I get some sour cream? Not right now, thank you. Let me know what you want. Just try not to touch any containers, okay? Just point to them, okay? Not too much, okay? You have to go around, Benji. They have a lot of options. They have more on the other side, too. Like, all day long. Do you want me to tie up the bag? Yeah. Yeah, hot gun, man. Hot gun, I don't think. Do you want me to tie up the bag? No, just leave it open, please. 656, cash or card? Oh, okay. I'm gonna pay your card. Áo của anh đưa nữa. Express.
GameStop. Ô mây xì me nè mọi người. Kế bên có GameStop nè. Trên còn tầng nó chưa đi mà sắp hết pin rồi. Hy vọng là quay được. Nói Father Day mà đi coi đồ nữ nhiều quá trời luôn. Mê quá. Đây là cái dạng áo sơ mi. Áo sơ mi 9599. Áo sơ mi đủ màu. Này của hãng Ralph Lauren. Mấy cái đồ vest. Này của Michael Kors. Này nó cũng cái brand special nè, 99 đồng 99. Để coi gần nghe đẹp nha. Cái màu này giống như cái màu mà ô màu này màu đen. High blue chứ. Rồi màu đen nè. Rồi là màu dark blue nè. Rồi special sale. Chama này cũng đẹp ha. Của Nautica. Quần là sọt luôn nè. Mấy cái sweater nè. 30% off. Này của Polo Ralph Lauren. Chama Anthony. Mà sáng nhìn cũng đẹp đẹp á. Quá cũng sang dễ thương. Nó có mấy cái đôi giày mọi nè. Ồ mấy cái này kiểu này đẹp quá. Mấy cái thích màu da be, da bò này nè. Da bò này đẹp á. Đây của Club Rum. Là miếng lấy xuống bỏ câu chất lên. Để quay cho mọi người coi xa ha. Ok. Mấy cái quần mà giống như mùa quần mùa hè, quần pyjama mặc trong nhà cho mấy ông á. Yeah. Có mấy cái hoa với nó hơi màu mè chút cho mấy người thích màu mè. Giống như mấy ghi vậy đó, thích màu mè, thích mấy cái màu này lắm vậy đó. Này cái phần underwear ở trong 30% off luôn. Club một số kiểu về cái áo jacket đó chơi cho mọi người. Ô có màu vàng này chói lọi quá. Cái màu này dễ thương nè, màu này sang quá trời. Xám, Sapporo cũng sang. Ồ cái màu này đẹp nè. Nó giống như là nó không hẳn là dark blue mà nó hơi tím nữa. Cái này đẹp quá của Ralph Lauren. Mình coi thử cái áo này dáng như nha mọi người, của Ralph Lauren. 460. Để nhìn nó sang là đúng rồi. Đẹp quá. Ồ cái màu này là giống như cái màu mà màu cà phê sữa đó. Ủa mấy người thích cái màu đó lắm. Đàn ông mặc cái màu này nhìn nó phong độ, nhìn nó đẹp. Mấy người thích cái màu này. Màu này sang. Ok, nó có một cái áo mà áo giống như áo khỉ ở trong á. Của Ralph Lauren luôn nè. Màu này giống như màu xám lông chuột á. Nó có hơi vàng á. Cái này bán riêng là 125 đồng. Thôi. Nó mấy cái áo long coat nè. Cái này giống như là vải vải cô tông á. Nó cũng mát. Nó có viền cái màu trắng. Cái này cũng sang á. Đây là áo. Sao cái cổ này nhìn giống của nữ ha. Cái màu xanh này nó đẹp.
Nhất cái kiểu dài này dễ thương. Nghe nhìn trẻ á. Nói ra OK, thì bữa nay mình review cái Macy ở Plaza Center này cũng tương đối nhiều lắm rồi, nó còn một tầng ở trên nữa. Nhưng mà nó cũng đại loại là những mặt hàng giống nhau, cũng về quần áo, nước hoa, mỹ phẩm, đồ chơi. Nhưng mà nhiều lắm, không thể đi hết được thì nó ghi đi chữ tượng trưng vài cửa hàng thôi. Thì Maggie hy vọng là mọi người enjoy cái video này. Và nếu mà có dịp thì ghé ngang Plaza Center thì ghé Macy. Thì nếu mọi người thích, thương cái video của Maggie thì cho Maggie một cái like, cho một cái subscribe để Maggie có thêm động lực để làm thêm những cái video mới nữa. Maggie xin chào mọi người nha. Bye.